Khả Năng xin kính chào tất cả quý vị, chị, bà con, các bác cùng thể mọi người nhé. Hôm nay Khả Năng có về một mẫu xe siêu lướt đời cực kỳ cao, đời 2022. Vừa mới lăn bánh được có mấy tháng thôi, xe đẹp, chủ cũ mới đi được có mấy nghìn cây các bạn, mới tinh. Xe đẹp, không lỗi gì cả, không đâm va, không tai nạn ngập nước. Máy số, thân vỏ, keo chỉ zin toàn bộ, nó bao trách hãng cho bà con các anh chị. Manusser màu trắng biển Quảng Ninh, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Đời 2022, cửa tiền hơn 300 triệu đồng. Anh em trả trước 100 triệu đồng, em sẽ cho anh em mình lấy xe luôn quý vị chị nhá. Mẫu xe này thì anh em mình có thể hỗ trợ trả góp ngân hàng đến 80-90%. Và còn có ba anh chị nào quan tâm có thể ủng hộ Khả Năng ô tô, quan tâm ủng hộ alo trực tiếp cho Khả Năng qua số điện thoại 032-6062-789. Đây anh em về chỉ cần rửa nước nã và vệ sinh qua một tí nội thất thôi là đã mang ra phục vụ cho bà con của ba anh chị luôn được rồi, vì nó quá đẹp và mới các bác nhé. Và dòng này thì động cơ 1.4 số sàn, nó sẽ tiêu hao của chúng ta loanh quanh khoảng tầm khuôn 5 lít xăng trên 100 km, nếu đường trường thì tầm 4,5 lít thôi. Không lỗi gì, không đâm va, không tai nạn, không gặp nước. Máy số, thân vỏ, keo chỉ zin, bảo hành trách hãng, nếu sai một đền 1.000 lần các bác nhé. Nếu sai đền 1.000 lần, gấp 1.000 lần luôn. Các bác có thể nhìn này, 4,7 lít này đấy, 6,6 lít là trong đô thị nhá, còn kết hợp có 5,4 lít thôi. Siêu tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và nhỏ gọn, luồn nách tốt các bác nhé. Anh em dòng này thì anh em mình đi thì sedan 5 chỗ hai đầu, gia đình nhà mình thì rộng rãi, nếu anh em nhà đông người quá anh em mua 7 chỗ bên em, còn nếu anh em mình vừa vừa người hoặc chạy dịch vụ taxi thì anh em nên mua mẫu xe này, vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa bền, form dáng lại đẹp. Từ đời 2011 thì nó lên form mới rồi, đây là chiếc 22 thì chắc chắn là form sở hữu một cái form mới, đèn đóm nó cũng góc cạnh hơn, nhìn cái ba đài sốc trước, ba đài sốc sau, form cửa mà cái đèn của nó cũng khác hơn so với form 2018, 2020. Đây là quý vị anh chị bà con nào anh em mình mua xe này về gần như là không phải bàn bất cứ gì cả. Bình thường anh em mình mua nhá thì nó sẽ không có những cái option như là cái màn hình OLED này đâu, cam hành trình này đâu các bác nhé, nó không có theo xe đâu. Và chiếc này đã được trang bị đầy đủ rồi nên anh em mình cũng ngon. Đấy, gương kính chỉnh điện theo xe, không đâm đụng va chạm gì cả, sơn zin cả cây, cả xe luôn các bác nhé. Một chủ tư mới, sơn zin cả xe, không lỗi, không đâm va, không tai nạn, không ngập nước. Máy số, thân vỏ là bao zin, test hãng thoải mái. Nếu sai anh em mình một đèn gặp một đúng 1.000 lần luôn. Con này nó đẹp quá anh em, đời cao nữa. Mua những con xe như này anh em mình rất là an tâm và không cần phải lo lắng gì. Và chất lượng xe cộ thì Khả Năng xin đảm bảo cho bà con có anh chị bằng văn bản. Sai cứ mang ra hãng test, nếu mà đúng không đúng như mô tả đấy thì anh em mình đền 1.000 lần một bao nhiêu xe đây cho anh em hết các bác nhé. Tặng các bác hết. Không bán làm gì nữa vì con xe này quá mới mà. Nói không chuẩn ai nó nghe đúng không? Đây. Xe đẹp, nét căng từ trong ra ngoài, vừa mới dọn đang dọn nó thất đây. Dọn qua thôi chứ thực tế cũng chẳng phải dọn gì, bọn em chỉ rửa qua thôi, lau qua một chút thì mang ra phục vụ cho bà con có anh chị luôn. Dòng cơ động cơ 1.4 nhé, form mới này. Form mới nó cải tiến cái phần cản trước cũng như là cái phần đèn trước này, cùng với cái mặt ca lăng nó cũng hình sao rơi rất là đẹp. Về chiếc xe thì nói thật với các bác là bản đủ bản thiếu nó có nhiều phiên bản, đây là bản thiếu số sàn thì mới có giá đấy thôi, còn nếu bản đủ thì anh em mình mua loanh quanh hơn 400. Đấy, lăn bánh mới là bây giờ gần 500. Bản đủ, còn bản thiếu là 470. Anh em mình quan tâm được thì anh em mua mới, còn không thì các bác mua cũ rẻ đi khoảng 100 triệu, đây là 379 triệu đồng. Hỗ trợ là bao bấm biển mới cho bà con các anh chị luôn, lăn bánh quý vị anh chị nhé. 379 triệu là bao lăn bánh cho bà con các anh chị luôn, sang tên bấm biển. Bà con các anh chị nào quan tâm được, em làm trả góp, anh em trả trước khoảng tầm 100 triệu còn đâu lợi ngân hàng các bạn. Siêu mới, siêu bền, siêu đẹp. Dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, động cơ 1.4 số sàn. Thương hiệu thì đẳng cấp và không có nạn lẫm gì với người dân Việt Nam nhà mình. Nhà nhà mình Hyundai Accent và cái dòng xe Toyota Vios là hai cái mẫu xe cạnh tranh nhau từng phân khúc một, nhưng mà Accent có thể là form dáng của nó có thể như là form mới này nó đẹp hơn so với Vios 2023 các bác nhé. Vios 2023 form rất là buồn cười, trông như con cá chê nó há mồm ấy, nhưng con này đánh giá được cao hơn con Vios 2023 đấy. Nên bà con các anh chị nào anh em mình ưng thì anh em mình mua, không ưng thì anh em mình mua mới thế thôi, vì xe mới nó cũng chênh con này có 100 triệu thôi. Anh em mình mua xe cũ thì nó rẻ được 100 triệu các bạn, 100 triệu đồng mà người ta vừa mới đi được có gần 1 năm. Đấy, bà con các anh chị nào anh em mình quan tâm, anh em mình ủng hộ Khả Năng ô tô, số điện thoại 032-6062-789. Sở hữu mẫu xe số sàn động cơ 1.4, tên tư nhân chính chủ, không lỗi gì, không đâm đụng va chạm. Máy zin, keo chỉ zin, nội thất zin hết các bác nhé. Bác nhìn nội em này, tất cả các mã kính, keo chỉ, sơn nằm trong, zin nằm bên ngoài là zin 100%. Nhìn này, mới đét luôn. Ghế nỉ các bác nhé, ghế nỉ nguyên bản, củ số vô lăng là zin hết theo xe, trần nỉ đấy. Đấy các bác nhìn này, ốc cửa tất cả các ốc này zin hết các bác nhé. Xe đi chuẩn 36.000 km các bạn. Dòng này thì chắc chắn chủ xe mua về để chạy dịch vụ rồi, nhưng mà người ta mới đi được có 36.000 thôi, còn mới lắm các bạn. 36 tức là 36.000 đấy các bác, 36 và 1 năm 36 là với ông dịch vụ này là ông này chạy kém ấy. Nó bình thường ông nào chạy khỏe đấy ông phải 1 năm phải được 7 vạn. Đấy, nhưng mà này 36 thì rất là ít. Mà nét các bạn, nét lắm. Tất cả này đẹp zin hết, không lỗi gì, không đâm va, không tai nạn ngập nước. Máy số zin, keo chỉ zin 100%, cứ check hãng đi anh em nhé, check bất cứ chỗ nào check được em check hết, mang đi check cho các bác nhiệt tình luôn.
Anh em nào quan tâm lẩu cọc em cho anh em nhân viên đánh tận cửa các bác, tận nhà luôn. Giao xe tận nhà luôn các bác nhé. Đây là 3 vạn 6 lốp này còn đi được khoảng tầm 10 vạn nữa. Đấy các bạn, con này là lốp theo xe hết cả dàn, 5 quả lốp theo xe. Sơ cua trong biết hạ chưa? Chắc là hạ rồi nhưng mà mới lắm các bạn. Sơ cua chưa hạ một lần cơ. Ui giời. Anh nhanh thử mà cốt phát cho nào. Mà cốt phát cho nào. Mà cốt phát cho nào. Đây xem có sơ cua chưa hạ. Đây các bác nhìn này. Úi giời. Nhưng cái này căng căng thế, kiểu dạng nó ít mở đấy. Mới đét các bác nhìn này. Có cả cái tấm chắn mùi nhá, tấm chắn mùi cùng với đây. Úi giời, sơ cua chưa hạ luôn các bác. Sơ cua chưa hạ một lần, bên trong xe vẫn còn cái bộ dây kích bình này. Ngon luôn, ông nào mua chiếc này em tặng luôn nhá các bác nhá. Ui giời, mới đét. Không nỗi nhỏ luôn các bạn, ủ đẹp thật ý. Rẻ hơn hãng khoảng hơn 100 triệu các bạn. Hơn 100 triệu so với xe mới. Mà xe mới đi được có 36.000 km, mới tinh, chưa hết rốt đa. Quý vị anh chị bà con nào anh em quan tâm có thể ở đến xem xe tại cửa hàng. Vẫn còn bảo hành hãng các bác nhé. Còn nguyên bảo hành hãng luôn theo xe. Nên quý vị anh chị an tâm về chất lượng xe cộ. Anh em mình đến xem xe thì thoải mái check hãng, bao test các kiểu. Bao làm trả góp cho bà con các bác anh chị. Trả góp thì bây giờ mỗi tháng anh em giả có 35 triệu thôi. 3 triệu mới 2, 3 triệu tiền lãi nữa là 5, 6 triệu một tháng. Còn đâu là giả trong vòng 9 năm. Chiếc này giả 9 năm các bác nhé, thoải mái. Anh em mình tha hồ lựa chọn và đi dịch vụ kiếm tiền ưu này, ốc này, zin hết này. Còn xe nó thật sự các bác là nó quá mới này. Nó quá mới luôn mà không hề có lỗi gì cả. Mượt lắm các bạn nhìn này. Ô lăng củ số rồi, máy móc tất cả mọi thứ nó đều nguyên zin. Đặc biệt là được chủ xe độ thêm cái màn hình Android OLED to hơn một gang tay của khả năng ô tô. Mà gang em thì to như là hai mặt của ông bên cạnh này rồi. Mà vẫn còn chưa bằng cái màn hình này. Đấy, to bằng hai cái mặt của cái ông anh này các bác nhỉ. Nào ở trong này anh này. Đấy các bác nhìn nhé. Yêu này. Đẹp nhá, sạc 12V. Sạc siêu nhanh các bác nhá. Sạc siêu nhanh 180W này. Đấy anh em mình mua về sạc quá ok luôn. Và phím bấm vô lăng tích hợp các mọi thứ này đầy đủ hết rồi. Giờ chúng ta cùng kiểm tra phần phong máy, điều hòa thì chết rét luôn. Cái loại này mà hỏng được thì nó thật với các bác là chắc phải 15 năm nữa bắt đầu mới nhúc nhác hỏng. Chứ nội thất luôn như thế này các bác nhìn này. Khoang máy này, máy chắc là zin, úi rồi, zin mắt, zin từ mặt tần cò luôn, chưa tháo một con ốc nào. Em nghĩ con này chắc chắn là chỉ tháo khoảng tầm 5 lần thay dầu. 5 6 lần thay dầu thôi, 6 6 36 gọi là 6.000 một lần, cho là 6 lần đi. 6 lần thay dầu là cùng, ốc rốn dầu thôi các bạn. Còn đâu là mặt máy tất cả mọi thứ nguyên zin. Buji chưa thay nhá. Nhiều anh em cứ bảo thay buji nhưng con này chưa thay buji. Vì sao? Vì nó mới được có 36.000 thay đi. Không cần gì phải thay buji cả. Nhưng con xe đẹp cứ phải đi khoảng 10 bạn mới thay buji. Nếu buji xịn này theo xe thì hoãng từ đầu ấy. Này, túi bóng còn nguyên hết các bạn. Đẹp lắm. Nói chung là một chủ từ đầu xe đi thì mới lăn bánh được có mấy tháng mà keo chỉ nó zin toàn bộ như này thì anh em mình rẻ đi khoảng hơn 100 triệu đồng. Anh em mình còn mong chờ gì? Hãy alo trực tiếp vào khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789. Sở hữu một mẫu xe đời cao giá rất rẻ chứ không phải rẻ các bác nhé. Đấy, đời 2022 rẻ hơn hãng khoảng hơn 100 triệu đồng. Khả năng ô tô chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin kính chúc tất cả vị trí bà con luôn luôn mạnh khỏe, thành công, may mắn. Hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp khả năng. Khả năng chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video clip tiếp theo. Xin chào.